Bà sốt đây là nghe nếu như mà mở cái para this hay nung it mà nhưng mà bây giờ không lời nữa bà nick cái chữ cái para this cái chữ cái para this hay nhưng cái tháp para this thì những ở này bảo vệ cứ như ông bây giờ vậy mới đàn ông có bài giờ ấy ừ ô đồ hồ cái this is this cat is cute mình thấy chứ mà nó có bài giờ ấy bà This is my house. This is the box room. Mình để dưỡng cho nó có bài phía và em cứ dưỡng nó có bài phía này anh. Và hay at này mình thích cứ introduce someone. Mình bây giờ trong này mom là mình ấy chứng và chứng với ai phở. This is my brother John. Và nếu cái gì bóng phá rồi bọc nhóm chung John. Và hello, this is Linda. Chứng mình đây là bất tài dương vậy dương gặp phụng vậy tuổi sắp á dương ấy thà số đấy nguyên từ chiều linh đang gặp phụng vậy chẳng bạn hãy chụp bỏ ít mình nhé ít ít cứ dương ai phở phía không cần gì về ông tứ mà dùng đồ highlight pua tới chiều pua kiểu pua bị tòn cứ to talk about something that to talk about something again ấy thà nó bây giờ dùng gì vậy ở vậy sao đây mà nó viết ví dụ là proposition it bạn ấy một hỏi ta this cat is cute it is sleeping mà nên ta mà chúng mà những việc cute hay là với cái bóng kềnh nhá thế nhá this is my house I bought it last year cái chụp kia bọc nhá mình từng trong bàn từng vỉa cà phê tầm mạnh chấm ăn cái này ít cái này như thế này cái ít cái này nhé cứ vi chủng nó ở ít chủng nó ở cat hay ít chủng nó ở my house ok vừa to tiếp tập về thì pin cứ vậy pin về lia ít sản phẩm về lia và sản phẩm ngày tư cam akasithiat nó còn dễ chủng ngày ấy chuyện đàm thò it is Tuesday and it's very late mà ngày muốn cứ chừng ngày ở kia anh ta ngành kia nên cứ very very late đấy vài cái trong gì em một hồi ca late ấy chuyện đàng mà người ta người thằng ngành kia nên cứ nhưng hồi ca dưới ấy chuyện đàng mà và to tới một tiếp mà it was my sunny sorry it was sunny yesterday người ta vì sunny nó mới đây thằng Acacia về lỏ vì mình phải lưu cấp đoán cái hàng sunny và các bạn muốn xem anh mà xem muốn ngay lỏ bớt ngay lỏ anh chẳng và it is not very far from here như thằng việc ở ngay bị lại nhưng thế anh nghĩ riêng trong vậy vì hà nơi này trong tờ này được cái trong tờ lại nhà chẳng những ai phải ít bàn it is not far from here okay chúng dùng mơ to tiếp cái thứ hai bây giờ là ít bộ chủ mưu là adjective hay bộ chủ mưu là bộ infinitive hay bộ đạt về tiền nên nó cái tổng quan ít nữa so it is nice to see you again sir it is nice to see you again nên là reading này để mà chủ mưu nó tiền với chứ dùng phải ít nữa dùng phải ít cứ miền này cái ai sẽ đọc cái ai dọa bạn nữa cái ai dọa bạn cái phải ít rồi còn it is important but it is important that you learn this vì tầm khăn này nên đi 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 thử mà chỉ như phải ít bài này ok chung to từ mình đi một tiết mà mình đi cứ dùng vậy pi basic order này cả phải pi mà chung nó không bị miền pi cái bị miền pi subject mà chung như thầm miền subject mà cụ thể là chỉ he chỉ đám mà hay như thế bắt đầu biểu subject cái thằng mình verb nhé mình verb mình biểu thằng place mà hay thằng mình object object là guitar the guitar mà chứ he play the guitar hay thằng mình bạn nhận đặt place coi mà in his room hay thằng mình nhận đặt time bắt đầu mà viết every night so so biểu đó mà cứ he plays the guitar in his room every night như chẳng tới anh cứ chỉ cái thằng word order nó không adverb of frequency word order cứ dùng ở đặt hàng subject bộ chung môn frequency adverb mà adverb of frequency các bạn ấy
Hết tất bởi những bộ verb chữ khỏi. Ủa đó hó hi dạ ở phần khúc pasta. Quả chữ đôi rưỡi cứ chú chất chúng ăn pasta. Và rưỡi có nhưng phải sạp chữ. Mà anh ấy nó không ngay positive. Và sạp chữ bộ chú mô mình kể giá sạp thủ bì nữa. Tết bởi những bộ frequency, ever frequency. Chúng ta sẽ dùng cái kênh thông minh thật đạo môn ever frequency. You, và you are always late. Đúng, you are always late. Nhưng ai đã tha you, always are late. Nhưng thật đạo to be môn. Khách bởi sẽ dùng cái auxiliary, và không bởi dụng sầm hồ. Cứ dùng thật đạo auxiliary môn, và the most subject, và được dùng thật đạo bởi dụng sầm hồ. Và auxiliary, both subject, both in frequency, và adverb nâng ai. Ok? Cô ta hỏi là chị, are you a relate? Are you a relate? Thế nhưng dù ăn muốn, rồi có bài sân chơi bình dụng, nhưng ăn nguyên thu bì thế, nhưng thật thở cái thật mình muốn đủ mà. Rồi có dash mà. Does she often cook? Cái của ổ xa thử mà hộp thế. Mà. Chúng ta nói dùng thật đàn chứng of frequency, cứ dùng đại bật tỏ bì subject, nè, tỏ bì subject. Chúng tôi mơ common mistake đã chỉ rồi đấy cái dương ai chùa bật tiếng nó cứ một hồn là bịa để khó nếu mà thỏa I like this music it's nice ở thời gian dương thơ bởi ịp nó I like this music it is nice chúng thở tầm miền sạp trịch nè bịa mơ nên là bởi dụng mình mới thở tầm miền sạp trịch trên nịch nè thở tầm miền sạp trịch trên nịch nè ok to mới tiết I like I like very much pizza. Okay, I like very much pizza. Chúng ta thấy đã. I like pizza very much. Chúng like, but những thứ mới, but subject hay những word. Không phải những cái trong bộ chuyện ha, có bao nhiêu bẩm bài được viết, but có những bẩm bài được viết word, chỉ muốn những object, word những object. Chúng bây giờ đã I like và very much pizza là những cái dùng một bài verb cho mình mình object mà pizza là ngay chứ như thử đạt adverb of frequency nó càng khỏi mà tóm mới thiết I will be at 3 p.m. in my office cái này khó cười I will be in my office at 3 p.m. chẳng là những cái dùng thử đạt via before when chúng nó cái này nhá, khỏi pin này, ok. Chúng tôi vừa bỏ đỡ cái chọc tầm này, bạn cuốn xem to tầm một tí, ok. Muốn ý cứ capra, bạn and, bạn and but also nhưng because, nhá, ok. Chúng ta phải and, ok, mình gặp cái and, and cứ dùng phải sẽ đáp similar idea. Cùng nhất để sử dụng kia ô thọ he is a plumber and she is a teacher ok mẹ thả vì chị occupation để kia vì chị mộ đồ bỏ để kia và bạn mà bác ra sử dụng contract idea ô thọ I studied a lot but I failed the exam đúng không chẳng còn không riêng và tới còn và còn không riêng còn cua tập lọ chốt và tới còn fail exam chẳng thọ phải contract or is there be possibility no possibility do you prefer tea or coffee chứng chứng possibility are tea rồi có coffee nè ai những cái là ok chứ post so wing brother sử dụng bình giả còn hàng bị là tập hợp ok it was cold so I turn on the heater ok bây giờ chia đối chứ nè, dân thử nhóm thử bở xin cộng đào biết thử biên lâu trịch đấy, mà biên phần hành biên là tập hóa để sao để về tập chia chứ nhóm thử đặt mà ông biên biên chia là tập hóa để chia nhưng thử đã cộng đào dần in từ vì bị khô vĩnh phần hành bị hẹt phòl chứ mình dân trong tập lọc mà vĩnh I turn on the heater because it was cold chứ mình chẳng như hẹt phòl là mạnh bệnh dân bở xin cộng đào để sao về tập chia chứ nhóm và ok chúng ta nâng và xem ở cuốn chọc tạo tầm mũi tiết. Ok. Tạo tầm mũi tiết này cứ capra đất. Capra đất. Oh sorry, that, hay nên zero article. Tại dương ta khóc phê ngàn bạc.
អញ្ចឹងការប្រើអឺឬក៏អឺននេះគឺយើងដឹងហើយរបៀបការប្រើប្រាស់អឺនអឺនអឺយើងប្រើសម្រាប់អឺមុខនាមមុខនាមដែលផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈហើយអឺនសម្រាប់មុខនាមដែលផ្ដើមដោយឬក៏សំឡេងផ្ដើមសំឡេងស្រៈណាអញ្ចឹងអឺនឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់បង្ហាញពីដំបងគណៈយើងមិនសិនអ្វីដំបងមានតែយើងនិយាយទៅលើអ្វីដំបងគឺយើងប្រើអឺអីបាទឧទាហរណ៍ថា I saw an old woman and a dog in the park ឃើញអញ្ចឹងអានេះគឺគាត់បានគាត់ឃើញបាទដំបងមានថាប្រយោគហ្នឹងគាត់គាត់និយាយដំបងគេអញ្ចឹងបាទដល់ពេលយើងអាចប្រើមួយទៀតគឺប្រើសម្រាប់បង្ហាញពីមុខរបរហ្នឹងចប់ចប់អូ Paula is a teacher Paula គឺជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមុខរបរ teacher student of police a flat attendant យើងប្រើបាទយើងប្រើជាមួយយើងថា she is he is a flat attendant he is a pilot អញ្ចឹងបាទ description មក description people in here or how Paris is an interesting city បាទឃើញអញ្ចឹង interesting city បាទអញ្ចឹងត្រូវបើយើង necessity គឺជានាមបាទអញ្ចឹង interesting ជា adjective យើងថា an interesting city ណាបាទ hey that បាទ that we សម្រាប់និយាយបើយើងធៀបជាមួយនឹង an គឺគេនិយាយពី second mention second mention មកឧទាហរណ៍ថា I saw a man and a dog ឃើញយើងប្រើ an នេះគឺព្រោះយើង mention តែមួយ the man was old យើងចង់បញ្ជាក់ the man គេ the man បាទអញ្ចឹងយើងថាប្រើគេហើយយើងប្រើ article the អី specific specific thing មែនថាយើងនិយាយទៅយើងជាក់លាក់ថា the children are in the garden ឃើញអញ្ចឹង that គឺដើម្បីបញ្ជាក់ឃើញ only one thing មានថារឿងនេះតែមួយអ្វីនាមមួយគឺតែមានតែមួយទេនាមហ្នឹងបាទ the moon looks beautiful today យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ the moon common place បាទកន្លែងទូទៅឧទាហរណ៍ we are going to the park អញ្ចឹង the park មានតែនៅកន្លែងណាក៏មានថា the park ហ្នឹងគឺជាពាក្យទូទៅហ្មងណាអូខេ superlative ចឹង superlative គឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រយោគ compare ប្រយោគដែល compare ផ្ដាច់ណាមានថាធៀបធៀបកម្រិតផ្ដាច់ណាឧទាហរណ៍ថា he is the best student in the class មានថានឹងគឺប្រកែកជាងគេហ្មងគឺ the best ហ្មងណាបាទដល់ពេល musical instrument គ្រប់ musical instrument គឺយើងត្រូវប្រើ the ទាំងអស់ហ្នឹងបាទចឹងករណីណាដែលយើងអត់ប្រើ article ណាករណីណាដែលយើងអត់ប្រើ article មានទេអូខេកណ្ដាលនេះដែលយើងប្រើ article សម្រាប់អត្ថន័យទូទៅ I like I don't like child children I don't like children ចុះមើលថាក្មេងៗទាំងអស់ទូទៅគឺអត់ចូលចិត្តយើងអត់អាចដាក់ the children ទេបើតែបើយើងចង់និយាយថាក្មេងម្នាក់នោះ I don't like that children ឬក៏ I don't like there is a child here I don't like the child អញ្ចឹងគឺចង់ដឹកឆាហ្នឹងមានថាចង់បញ្ជាក់ពីក្មេងៗនៅកន្លែងហ្នឹងយល់ទេបាទបើសិនគឺដាក់ដឹកតែបើអត់ដាក់ដឹកទេមានថាក្មេងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងបាទ meal បាទ meal បាទ what time do you have breakfast អញ្ចឹងអត់ទៅដាក់ដឹក breakfast ហ្នឹងបាទ year month and day got ប្រើ article ដែរថា2020 2005 was a great year អញ្ចឹងអត់ដាក់ដឹកទេអត់ដាក់2005ណា TV okay TV there's a good film on TV អញ្ចឹងអត់ដាក់ the TV ទេ language school subject ឯងក៏អត់ដាក់ the ដែរ he doesn't speak english I study biology ណា biology ទៅបាច់ដាក់ទេ nick ឬក៏ last ឯងក៏មិនបាច់ដាក់មកដាក់ the ទេ I went to the theater the theater យើងដាក់ពីព្រោះ theater គឺ general meaning ណាបាទ I went to the theater last week បតែ week នឹងមក week អត់ចាំបាច់ដាក់ the week ទេណាបាទអូខេទីពណ៌នេះវិញគឺការប្រើ adjective ណាអូខេការប្រើ adjective ឬក៏ adverb នឹងនៅក្នុងគេហៅថា adverb of manner មានថាតើវាកើតឡើងរួយរួយជាញឹកញាប់យ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមើល
យមួយ adjective ណាយមួយ adjective នេះគឺជាការបំលែងរវាង adjective ទៅជា adverb of manner ហើយនឹង rule មួយចំនួនដែលយើងគួរតែចេះណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពួកថា carefully careful quick slow bad ណាពេលយើងថែមទៅ adverb គឺយើងថែម ly អញ្ចឹង careful ទៅជា carefully បាទ quick ទៅជា quickly slow ទៅជា slowly bad ទៅជា badly ណាបាទហើយបើសិនជាប្រភេទដូចជាពាក្យ happy ណាទូកំ noisy បាទeasy noisy អានេះគឺមានចប់ដោយសវ៉ៃទៅចប់ដោយសវ៉ៃពាក្យទាំងនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ទៅជា adverb អោះយើងចង់ដូរទៅជា adverb ណាគឺយើងលុប y ចេញគឺថែម i ly ណាគឺជា happy ទៅជា happily easy ទៅជា easily noisy ទៅជា noisy noisily អឺ improve វាធំតិចបាទអូខេហើយសម្រាប់ពាក្យមួយចំនួនដែលវាបញ្ចប់ដោយ le ណាដូចជាពាក្យថា reasonable ឬក៏ incontrollable ទៅពេលដែលយើងដូរវាទៅជា adverb គឺយើងបាទ log le ចឹងយើងថែម ly ណា reasonable ទៅជា reasonably ហើយ incontrollable ទៅ incontrollably អូខេតែពាក្យមួយចំនួនគឺវាអត់ទៀងទាត់ទេឧទាហរណ៍ពាក្យថា good ដល់ពេលទៅជា adverb ទៅជា well ណា adverb ពាក្យមួយនេះពាក្យ hard ទៅជា adverb harder ដែរ fast ដែរ early ដែរlate ដែរបាទ right ដែរ wrong ដែរអូខេចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណវីដេអូបន្ទាប់យើងមើលទៅលើបាទ be going to be going to កណ្ដឹងការប្រើប្រាស់របស់វាចឹងនៅក្នុងប្រយោគ positive ណាបងប្អូនប្រយោគ positive គឺយើងក្នុងការប្រើពាក្យ going ប្រើ going to យើងត្រូវប្រើធម្មតាហើយប្រើជាមួយ am ធម្មតាបាទហើយអាបតក m នោះមានន័យថាយើងចង់សរសេរកាត់ណាយើងចង់សរសេរកាត់ឧទាហរណ៍ទៅពាក្យចាណាខ្ញុំសរសេរខាងក្រោមណាបាទថា I am បាទ a student ណាមិនសិនយើងចង់សរសេរចឹងតែបើយើងចង់សរសេរកាត់យើងថា I apostrophe m យ៉ាងណាបាទI'm a student, okay? A student. Chẳng bạn. Okay. Hi, he, bạn. He is going to work, bạn. Chẳng, nếu không nên cứ be going to, cứ như thử mình, sắp niệm, rồi có subject, bộ chữ mũi be hay bộ chữ mũi verb để mình ing. You ប្រើជាមួយ a ធម្មតាអញ្ចឹងបាទ you be day នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង negative យើងនៅពេលដែលវាមានគេ sub to be យើងគាត់តែបូកជាមួយនឹង not ទៅនៅខាងក្រោយវា sub to be យើងទទួលបាន negative ហើយ I am not going to work បាទឬក៏ I am not going to work អញ្ចឹងបាទ he she នឹង is not going to work ឬក៏ he she it isn't but isn't going to work isn't going to workyou are not going to work you got you be they but they aren't but any and you and this but aren't going to work but ការធ្វើប្រយោគសំណួរវិញក៏ស្រួលដែរគឺយើងគាត់ទៅលើ am នេះមកខាងមុខបាទគេ have to be នេះមកខាងមុខដូចជា am is are ហ្នឹងតែមកយើងបូកជាមួយនឹង subject ហើយដាក់ going to បាទ verb going to ទៅបាទអញ្ចឹង am I going to work អីចឹងទៅណាចឹងនៅការឆ្លើយគេហៅថា short answer បាទការឆ្លើយវិញគឺ of course គឺរបៀបឆ្លើយគឺយើងត្រូវយើងមានពាក្យ yes បាទ yes I am បាទ yes I am បើសិនជា negative no I am not អញ្ចឹងបាទហើយ he see it ក៏ដូចគ្នាដែរណា he see it គឺប្រើ is yes he is or he yes she is or yes it is ចឹងបាទហើយ yes we you they ដូចគ្នាដែរណា yes we are yes you are yes they are អញ្ចឹងBut no, they are not, they aren't, or we aren't. Okay. ជពោះការប្រើប្រាស់វិញអ្នកនរគ្នាគឺយើងប្រើពាក្យ going to នឹងគឺក្នុងកំណងគឺយើងចង់ទស្សន៍ទាយ but prediction but stop the car ជុំ we are going to have an accident man ចាំខ្ញុំជប់ជប់ជប់នៅជួយគ្នាឡើយបាទមានគាត់ស្នាក់ឡើយអីចឹងណាបាទ
intention ลูกก็โกงน้อง intention intention plans นี่โกงน้องมุจโกงน้องเรื่องปองใช่ไหม I am going to have a drink after work ใช่ไหมครับไปจังตึงพักมาไกลวะไปจังตึงไปเที่ยวกันเถอะยังยังมี plan มีอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้คือยังเถอะ go into ยังไป go into โอเคต่อมาที่คือยังเมื่อการแปลแบบสำรอง will form นะ will ซึ่งนี่การแปลแบบ will คือยังแบบเราเรียนตัวติดในสังเกตยังตัวแบบ will form นั่นคือยังเผยสำรอง positive คือยังเผยแบบให้โบ will ให้โบ verb จังเตอร์แบบหรือก็กลายนี้ก็โดยขึ้นได้ป่ะ I or I will ป่ะ will work ยังนะแล้วไปยังตัวจะไปอยู่ได้ short form I work I work ยังนะ I work ใช่เปลี่ยนนั่นคือเทคนิคนี้โอเคจัง you ป่ะ you he see it every day นั่นคือยังเผอ will sorry will stay will work will stay สุดท้ายยังอันจัง workไอ้บัสันจียังจังทัวร์ negative negative ยังมี subject I will you they he see it นั่นเลยคือเนี้ยว่า will but not นะ will not หรือก็ short form คือ won't will not stay won't stay จีนได้ว่าจะเป็น questioning questioning ยังเลือก will มาคำหมดเลยสาว will จะ auxiliary verb นะว่า will I will you they he see it stay will I stay will you stay will he stay อย่างนั้นว่าไอ้บัสันจิพายจะมือปู่ auxiliary verb ยังไอ้มันสอน answer yes I will but yes she will but yes they will จะได้ but no I won't หรือก็ I will not no she will not หรือก็ she won't หรือก็ no they will not หรือก็ they won't โอเคจำ will จำตรงนั้นนะคุณก็เลยนี่คือยังมาหยิบ comparative comparative and superlative adjective ถึงนักนั่ง comparative นึงบัสันจิเปียนั่งเทียมมวย syllables ในทัศเลนแต่มาเพียงอยู่เปียเพียงเนี่ยมีอะไรอุดรอู่นึงมาเพียงอู่ชิบจะเปียปีเพียงเลยเนี่ยเปีย healthy ก็เปีย healthy ปีเพียง happy happy มัน happy มัน happy ยังมีปีเพียงจำมาอ่านงี้ประโยคเปลี่ยนเพียงอ่ะจำมาสังเกตเปลี่ยนมาเพียงเปลี่ยนหรือเปลี่ยนถ้า old chip high นึงไปยังเติมเกี่ยว comparative ยังไป older นะจากเฉียงนะจะไปเติมเกี่ยว superlative the oldest complete the นึง complete the oldest นึงจำมีคำจากบัมพอดแล้วไป chip cheaper นะเติมเกี่ยว cheapest นะ sorry the cheapest higherthe highest ใช่แต่ว่าสังเกตมวยซิลิบอร์ดแต่เมียนยี่ท่านวิมีนวิมีนสระเนี่ยประกอบปีเช่นจีเนียมวิมีนสระยิ่งเท่าดับบอลเช่นจีเนียดับเบิ้ลเซตรกรามเนี่ยฮอตก็คือฮอตเซอร์นะฮอตเทสนะดาวกันดาวเชียงก็ดาวคลังบําพอดก็ดาวบําพอดมีคลังก็ดาวบําพอดด้วยนะดาวเชียงเก็บบอกอ๋อคือจังอ่ะเป็ดยังยังมาแทน G G E R แทน G มันเดียวมาแทน E R ครับ the big the bigger the biggest thin thinner the thinnest ยังไงนะขยับปีเชียงนึงเดี๋ยวยังเปลี่ยนมันเนี่ยปีเชียงปัตตานปีเชียงปัตตานเป็นเส้นวิบจับได้ไวจับได้ไวปีเชียงก็ได้แบบจับได้ไว healthy ยังควรจะลบไวฉันแทน I R ประมาณนั้น healthy ตัวที่ healthier look at the healthiest happy the happier the happiest noisy the noisier the noisiest อย่างนั้นแต่ว่าปีเพียงให้อัพเมียนประจาวสาวไว้แต่เราเปลี่ยนแต่ famous ยังหนัก more นะยังหนัก more famous นะ look at the most famous มาสังเกต superlative generous นะแต่จะ more generous the most generous มีเมียนปุ่ยเอริกุเลมันจะงวนได้ปุ่ยเอริกุเลมันจะงวนได้อุตหะอุตหะเราจะเปลี่ยนทาง good นะ good จะเชื่อ better นะ
ta chỉ better bởi trong người ta là o chiếm cái thằng better cái thằng bên sân chỉ là o đặc mà the best nè bad ta chỉ worse nè như vậy the worse nè phá ta chỉ further rồi cả further ta chỉ the furthest rồi cả the furthest nè ok bà hãy nhân to viết nơi thằng liệu càng khó viết nhưng mà bà comparative of adjective nè comparative of adjective okay chứng không nên qua dùng riêng dùng được môn chẳng á cứ dùng cái từ là silly bỏ nó silly bỏ mà sang chỉ mới chiến ô ta chỉ ô thế mà ship ta chỉ ship thế mà hai ta chỉ hai cái như qua thêm e o thế nó qua thêm e o thế ta mà sang chỉ mới silly bỏ đá ta phải phải chọn để miền sạ phải chọn miền sạ bốc trường nghĩa cho nó biết là hot không ô nó bị sẻ ô chỉ sạ hay thí chỉ bốc trường nghĩa mà hot dùng qua thêm t mà đọc bỏ t hot ta chỉ hot thế và big ta chỉ big bigger thin ta chỉ thin nè tại bớt sân chung bíp xiềng vĩnh bớt ta chọc để sao vài chúng ta biết là healthy hay ở healthy healthy bíp xiềng healthy nhưng có thêm lọc vài chẳng thêm ai ở thì healthy happy ta chỉ happy noisy ta chỉ noisy tại bíp xiềng bớt sân ọc chọc để sao vài thì chúng ta bộ muộn famous ta chỉ more famous generous ta chỉ more generous hay yêu của làm gì nó nói chuyện ta good ta chỉ better bad ta chỉ worse nè far ta chỉ further rồi ta further như thế chuyện đó như đó nên chọn từ này nữa nhỉ phần to từ một tiết từ much rồi còn many rồi a lot ok chúng ta phải học much many a lot little few mà chuyện này có sự khăn à anh ấy bất chấp chỉ dùng cái phải a lot a lot to apple countable now to go uncountable now but that for many person that want to countable now ne but trong phải uncountable to phải much how proud ban สําหรับประโยค negative and the biggest more ឧទាហរណ៍ how much milk how many books yeah okay ការប្រើ a lot នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើ large quantity ណាលោកកម្មមានមកនេះមួយខ្វាន់ប្រតែបើសិនជា small quantity មានថាបរិមាណតិចតួទេអានឹងគឺយើងប្រើយើងប្រើបាទយើងប្រើ few ឬក៏ a few little ឬក៏ a little a bit of in ជាដែរណាយើងប្រើពី a few a little a bit of នេះបើយើងចង់និយាយថាយើងចង់និយាយសំដៅទៅលើ small quantity តែបើយើងបើយើងអត់ដឹងថាមានបរិមាណប្រមាណទេបើ zero quantity គេប្រើ final final ឧទាហរណ៍ពាក្យថា there's no meal មានតែលែងមានហ្មងអានេះគឺអត់អត់មានហ្មងណាឬក៏ any any ពាក្យចំគឺប្រើសម្រាប់ប្រយោគសំនួរនិងប្រយោគបដិសេធណាអ៊ីងសេ is there isn't any meal មានតែប្រយោគបដិសេធមានថាអត់មានអត់មានទឹកដោះគោហ្មងគឺជ្រះហ្មងមានតែលែងមានហ្មងnan nan គឺសម្រាប់តែប្រយោគប្រយោគ positive way nan នេះនឹង no នឹងប្រើសម្រាប់តែប្រយោគ positive way this nan អត់មានអា link អូខេបាទអូខេចុះវីដេអូនេះគឺចប់តែនេះណាអាឡាយូមើ a preposition of place preposition of place បាទជាងមានពាក្យដូចជាថាពាក្យថា next to ឬក៏ beside មានន័យថាមកមានតែនៅជក់ក្បែរគ្នានឹង next to ឧទាហរណ៍ the alien is next to or beside the dragon គឺវានៅក្បែរគ្នាហ្នឹងបាទចឹងអាចប្រើ next to ក៏បានប្រើ beside ក៏បានមានអត្ថន័យដូចគ្នាតែបើពាក្យថា between between គឺយើងឃើញថា the alien នេះ alien អាពណ៌ខៀវខៀវហ្នឹង alien is between the dragon មានថានៅចំក្រៅ dragon មាន dragon ពេញហ៎ពេល opposite មានថាបច្ច័យ alien is opposite dragon ចឹង alien នេះនៅទល់មុខ opposite គឺមានទល់មុខបើតែបើនៅពីក្រោយអត់អាចយើងអាចប្រើថា dragon is opposite the alien ចឹងនិយាយដែរបើថាវាបើសិនជាយើងគាត់ដូនណាទៅវាដូនអត់ណៃហើយបើសិនជាalien នៅទីតាំង dragon ណាបើថាឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍យ៉ាងមួយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា alien នៅទីតាំង dragon ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគាត់ដូនអត់ណៃទីតាំងចង់សម្ដៅចឹងបាទអូខេ
តោះទៀតឧទាហរណ៍ថាអាពាក្យថា in front of បាទ in front of នេះគឺនៅពីមុខតែម្ដងអាពាក្យ opposite មានន័យថានៅទល់មុខបើយើងបកប្រែឲ្យច្រឡំមកបើសិននិយាយពាក្យ in front of គឺវាមានពាក្យ behind នេះថាបើសិនមានពាក្យទល់មុខមានពាក្យពីក្រោយអញ្ចឹងណាបាទ the alien is in front of the dragon នេះថា alien វានៅពីមុខ but that the dragon is well is behind the alien ត្រង់ត្រង់នេះគឺនៅពីក្រោយ alien តែពាក្យថា above ឬក៏ over ពាក្យនេះមានន័យថានៅពីលើបាទ dragon is above or over the alien មានន័យនៅពីលើ alien តែ under គឺពីក្រោយ alien is under the dragon អូខេនេះគឺជា preposition of place ចាប់តាំងពីOkay, I love you more para there and eat. There and eat. There you know more can show you that. Cứ xem một đáp như vậy, that to say when or where something is. Bên dưới thang. Bên nó, đi có cả lại nhá, đài rừng nó cứ cả lại. Ủa thọ, there is some cup on the table. Miến, kìa, thay thả miến á. There is some cup on the table. Nhưng mà bên nó lên table. There isa party tomorrow ចឹងពេលណា when ពេលណាមាន party មានការជួបជុំ party tomorrow ចឹងដែរយើងមើល dia អស់ហើយណា you say something exists or is happening មិនថាយើងសំដៅទៅលើអ្វីមួយដែលវាមានហើយឬក៏អ្វីមួយដែលកើតឡើងឧទាហរណ៍ there is a problem មានបញ្ហាមានមួយបបប្រែពីខ្មែរយើងក៏ស្រួលដែរតែតែមានហ្មងបាទThere was an accident. Car, mean, yeah, I mean, mean, go snack a man, you know, the car go snack a man. Such a boy, it win, it wins down the low, but talk about time, look at that. May you jump with the low, so we're near. Look at 19, who you put it out. It is 4th of July, or it is my birthday. It is 4 o'clock. It is very late. Yeah, you put it.But talk about weather, come on, eh? Talk about weather, that's right. Weather, it's rained a lot yesterday. Someone clean clung. Okay, but it not. It's four degree. Boon on sang. Think of weather, eh? You'll be distant, you'll be jamming. How far is it? How far is it? In China, it's 2 kilometers from the hotel. Okay, but it's not, eh?Use it in both adjective, both infinitive, or type that. It's nice to see you. It was difficult to find the whole set. Okay? To, it in good type adjective, both to mean too infinitive, to find whole set, to see you. Okay? Talk about something again. Zhang Ye, the little moon, not be able to talk. There's a party tonight. It was so, it will be fun. There's a party tonight.It will be fun, you know. You believe me, mean chop liang, eh? But you don't just buy, man. Eating this and that, and the party, you know. Yeah. We saw a snake, okay? Saw a snake. It was very big. Eating the proposal, you know, that they are sad about, never talk about. We need a one subject, both words.อันนี้คือยังเยอะกันเลยฮะเยอะแต่การ subject จริงๆโอ้โหเปลี่ยนเลยของโอ้โห the worst part is the speaking นี่ต้องจำไว้ได้ยังจองเยอะจ้ะนี่จำไว้ได้มันละอ่อนนั่นคือการเนี่ยแต่อ่อนจังเยอะแต่การ verb นักคำประโยคคำเลยนึกอ่อนมี verb ไปพี่ยังบอกอีกมวยนะ the worst part is the speaking จริงๆฮะ the worst part นึงthe was part นึงคือជា adjective ជា subject ហើយបើយើងអត់យកទៅដាក់ it មួយទៀតទេតែបើយើងដាក់ it យើងអត់ដាក់ the was part ទេយល់ទេនេះថាបើសិនបើអូថយើងមកប្រយោគ comment ក៏បានណាប្រយោគ I love their music it's fantastic ឃើញអត់មាន it ទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអត់ដាក់អត់ I love the music is fantastic អត់ថាដែរតោះទៅយើងដាក់ I love music it is ជាងយើងត្រូវយើងត្រូវប្រកាសថាវាមាន subject មួយហើយនិង verb មួយណា subject មួយនិង verb មួយទៅបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះចប់តែនេះបាទ
โอเควิดีโอตัวต่อไปเลยตัวนี้ there is there are จะไต่วิดีโอนั้นปนุ่งจับแบบชิคก้อง